xe. Ok, xin chào mọi người quay trở lại với chương trình Ok lên xe. Ngày hôm nay Vinh mời đến đây một anh chàng đẹp trai, hiền, dễ thương, hát hay. Và có theo một lời đề nghị của Buka. Lo chào mọi người. Khó nha, cái này lâu quá lòng nha. Giờ xuống xe hay là ở trên xe tiếp là chụp câu này nè. Lâu nha. Đừng sợ. À, anh nói gì? Anh nói. Thấy mà phạt. Em nổi cái nhanh. Trước giờ khách mời á, có bao giờ có anh phạt nghe không? Chưa bao giờ luôn. Biết vô nhiều nhất. Vô rồi phạt, vô rồi. Thấy không? Đó. Thiệt luôn á. Người anh yêu hỡi, anh luôn ở đây.